បាទអំបងធម្មទេវីសូមគ្រប់បងប្អូននៅលើបណ្ដាសង្គម chạy cùng lệch chung bóng ôn test nào tặng ạc nè là tục ngô chẳng hình bóng thông anh chơi bóng ôn những chỗ ruộng bày test nào tặng ạc nè nè chỉ tục ngô khang sư tụ đô Cần Thơ và bóng ôn đã bàn mơ chăm là tên bóng thông tư viêm toàn bàn đăng ký nè chú ý đăng ký phong là lâu chẳng ôn bóng ôn cái test nào lâu nè các bà thằng mục ạ và bàn lần đã ọp đã học hơi á vâng Bông Thơm TV xin chào tất cả các bạn yêu mến kênh. Hôm nay Bông Thơm lại cập nhật tiếp tục gây ngô chùa Thơ Lai Cờ Đỏ, chùa Cờ Đỏ Cần Thơ, xin lỗi, chùa Cờ Đỏ Cần Thơ. Hiện tại thì cũng như các bạn đang xem chiếc màn hình của Bông Thơm TV, hiện tại thì nghệ nhân Danh Vũ cũng đã lên được quán bề dành hả cả nhà, đã học quán bề dành đó, thì cũng công là cũng đã lên xong hết rồi này. Hôm bữa thì Bông Thơm lại thì chưa có mà bào đâu, hiện tại thì cũng bào xong rồi nè nha, rất là đẹp nha. Rồi thì mà ngày mình phòng thông mò phòng quản chú đồng ôn nhân tu sana nó toàn lần là chạp lần cái cháu đấy lâu ngày đi các bạn chạp phải ói lâu bạn lần đào học hơi cái bà bọc của đoàn mở chậm là kênh phòng thông tìm những chuối chạy chuối lại chuối subscribe đầm bày tựa video tìm phòng thông tìm phong phòng thông mà tìm xong ở khuôn thì cũng thơm cũng luôn gửi ý kiến đến cho tất cả các bạn mình yêu mến bộ môn nghệ ngô. Nếu ai có xem mà chưa đăng ký thì dùng đăng ký ủng hộ Bông Thơm TV ha, để Bông Thơm TV có được video mới và động lực nhiều hơn để đi quay chia sẻ cho tất cả các bạn mình cùng xem. Đây bữa nay thì nghệ nhân cũng chưa thấy đến thì cũng đang chuẩn bị hai cái miếng nẹp của bê dành, hai cái miếng nẹp này là hai cái miếng nẹp của bê dành. Hôm bữa Bông Thơm thường kêu là bê dành phụ mà anh hai mình nó bông thông sẽ ta hào là hào đặc đà học chui đà học chui đặc đà học thông nó có cái đà tuốt nó là lâu là bạn chèn vào tới thành cái đà off off là cái đà học cái này phải chia pia mà tắt lại này khoảng một tắt rưỡi thế cái nhà ha, khoảng một tắt rưỡi theo chúng thơm độ khoảng một tắt rưỡi cũng gần một gang thì chuẩn bị nẹp thêm hai miếng này lên trên cái bê dành đó cả nhà. Chùa Thanh Lai Cờ Đỏ ha, chùa Cờ Đỏ Cần Thơ, xin lỗi cứ lộn hoài, chùa Cờ Đỏ Cần Thơ đó. Bữa nay thì nghệ nhân Danh Vũ cũng chưa có đến, ngày nay có che em toàn bàn mau đó, còn thông qua phòng quản minh chủ động quân nhân tu sơn nam chung quá đẹp luôn. Điều cũng thơm cũng mong tất cả các bạn mình luôn theo dõi để đồng hành nha. Mỗi một lượt đăng ký của các bạn là mỗi một lần động lực của Dương Thơm cố gắng quay cho thật nhiều về ghe ngô để cho tất cả các bạn mình cùng xem. Ghe ngô đóng tại chùa Bân Tinh Sa luôn, gồm có ba chiếc hả cả nhà, ba chiếc, một chiếc ghe nữ của Cù Lao Dung, một chiếc của Sutodo Cần Thơ, một chiếc thì của chủ nhà Bân Tinh Sa thì cũng chưa có đóng, chưa có khởi công. Mình là bay tuột tìm mối tuột một vùng bò một vùng thông TV nó tuột thằng Cần Thơ Cờ Đỏ Cần Thơ tuột TP tuột xây Cù Lao Dung tuột thì bay tuột mình chặt tay bằng tầm xa hoặc bằng tầm xa nấu phum Vườn An sóc cái chân đề khẹt sóc chân. Địa chỉ chùa có tại địa chỉ trên các nhà xã Vườn An huyện Chân Đề tỉnh Sóc Trăng. Nếu chiều nay thợ có lợi thì có lẽ là cặp bè nẹp này xong luôn rồi đó, dáng nhóc luôn rồi nha. Còn đây là dáng nữ của Cù Lao Dung, dáng nữ ha, dáng nữ tuột đa hành tuột sậy này của ta Cù Lao Dung nó hàng An Thạnh nhì, An Thạnh ba ấy nó bọn thầm cho ba lo hắn nóng mà bọn quân nhà bạn cho ba lo khỏi mình không có mà bọn thầm TV quân. Hiện tại ở phía bên trong này,
rất là đẹp đúng không cả nhà. Chưa có quét dọn nhưng mà bộ phận công nó cũng xong hết rồi, bộ lon còn tán nó coi như là xong. Cái chồng bún tơ nào nó còn còn mà tuột nó hơi hơi oi này, cái chào quay chạp hơi oi. Rồi nó tè chốt cho bài hẹn lên thêm cái đà họp mà lừa cái đà học tiếp hơi vậy. Bọn thông còn quay phải chia mỗi bên là chẳng chú đồng bún nhưng tôi sẽ nào thêm. Tại sao không em chàng toàn bánh nó thơ dân và mình bỏ quay là mạnh chẳng. Thì cũng do thợ chưa đến thì cũng thơm cũng không quay được nhiều. Chỉ quay cập nhật một chút để cho tất cả các bạn mình cùng theo dõi thôi và để xem cho biết ghe ngô tiến độ đến đâu ha. Dáng còn ở đây nhóc luôn được cả nhà đó. Đà nó chởn ha, nó có đà chùa, có đà cong, có đà ý quýnh. Đây là dáng cong ha cả nhà, để làm cong nó ngắn ngắn vậy nó không có bị nứt á. Rất là đẹp luôn, 5 phân có sẵn hết rồi, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn. Khi nào đóng chiếc ghe của cờ đỏ Cần Thơ này xong rồi bắt đầu dời ra thì đưa chiếc này vô tiếp tục công việc. Dán rất là nhiều luôn. Nhà mình xem ngay thì nhớ đăng ký ủng hộ Dung Thơm. Dung Thơm cũng cảm ơn tất cả các bạn mình rất nhiều. Còn quên bạn mời chấm chưa chạy chưa like chưa subscribe em còn không tùy phát nên bày tựa bạn video mày mày. Chiếc ghe của cờ đỏ Cần Thơ này dán đáy là phần trung tâm giữa này là 5 tấc này à, xin lỗi 5 phân nha. 5 phân. Tạm phân cái đà bạc đâu hằng cờ đỏ Cần Thơ nó cái đà xa tạm phân. Thì ngày mình mới chen tục nội danh dụ của mình chạy liệt đây. Ở cái đà tạm phân nổi. Đâu có lần bạn cái đà học hơi. Những bóng thăm mà xong ác quân bóng vô như tỏa khá để test nào là kênh bóng thăm TV, bóng thăm TV xong ác quân. Thì là xui chạy kê lại chui xúc rãi bóng thăm TV phong nằm bày tất tuôn bàn là video thamay thamay. Quá đẹp ha, thì thôi cũng thơm muốn xin tạm dừng video đây ha. Cũng thơm muốn xin chúc tất cả các bạn mình có một ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Vì ăn sự như ý, tỷ sự như mơ ha. Xin cảm ơn. Nên bóng thăm mà xong ác quân bóng vô như tỏa khá để test nào là kênh bóng. Hôm TV ngày thay mấy sọc và sẽ lên con thay mấy ngọt này bạn. Xô mở quýt.